Đức Giêsu và quỷ vương Beelzebul. Luca chương 11 từ câu 14 đến câu 23. Bấy giờ Đức Giêsu trừ một tên quỷ và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên, nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ, nên nói: nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại làm sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ, canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Đức Giêsu vừa mới trục xuất được một quỷ câm. Khi quỷ xuất ra, thì người câm nói được ngay. Cùng với sự ngạc nhiên thích thú của đám đông, còn có sự vu khống xuyên tạc của một số người khác. Họ cho rằng, chẳng qua Đức Giêsu chỉ là kẻ dựa dẫm Beelzebul. Beelzebul là tên của một vị thần ở vùng Canaan. Người Do Thái vẫn coi các vị thần dân ngoại là ma quỷ. Ở đây, Beelzebul chính là quỷ vương, là Satan. Như thế, Đức Giêsu bị tố cáo là người cùng phe với quỷ, dùng tay tướng quỷ để trừ các quỷ nhỏ. Đức Giêsu cho thấy sự sai lầm của lập luận này. Ngài nhắc đến nước của Satan, một nước hiện vẫn còn đứng vững. Nước ấy chưa sụp đổ vì không có sự chia rẽ giữa các quỷ với nhau, nên không thể bảo là Ngài dùng quỷ vương để trừ quỷ nhỏ. Vả lại, có những người Do Thái khác cũng trừ quỷ như Ngài. Có ai dám bảo là họ thông đồng với quỷ vương không? Đức Giêsu vén mở cho thấy ý nghĩa của việc Ngài trừ quỷ. Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Nước Thiên Chúa đến qua việc Đức Giêsu giải phóng. Ngài giải phóng con người khỏi bệnh tật thân xác. Ngài trả lại cho con người khả năng nghe, nói, nhìn. Ngài kéo người bất toại đứng lên, đi được, đưa tay ra. Ngài trả người phong về với cộng đoàn, đưa người chết ra khỏi mộ. Trên hết, Ngài giải phóng con người khỏi sự chật hẹp của lòng mình. Ngài mở con người ra trước nỗi đau và cô đơn của anh em. Ngài nâng con người lên tới tầm cao của trái tim Thiên Chúa. Như thế là con người được thật sự tự do.
Chỗ nào có tự do thật sự, chỗ đó có nước Thiên Chúa. Chỗ nào có nước Thiên Chúa, chỗ đó nước của Satan phải lui đi. Cuộc chiến giữa nước Thiên Chúa và nước Satan vẫn tiếp diễn. Nhưng nước Thiên Chúa đã đến rồi, ngón tay Thiên Chúa ở đây. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục trừ quỷ và mời chúng ta cộng tác. Làm sao để con người hôm nay không còn bị áp bởi bất cứ thụ tạo nào, không sụp lạy trước bao ngẫu tượng mới của thời đại? Quỷ vẫn là kẻ mạnh, được vũ trang đầy đủ, đứng canh nhà của nó. Nhưng Thiên Chúa và Chúa Giêsu lại là người mạnh hơn. Người mạnh hơn tấn công, tức vũ khí và phân chia chiến lợi phẩm. Trong cuộc chiến này, chúng ta không có quyền mập mờ hàng hai. Mùa chay mời chúng ta đứng hẳn về phía Giêsu, vì ai không ở với Giêsu là chống lại Ngài. Ai không thu góp với Giêsu là phân tán. Hãy quyết định dứt khoát để cùng với Giêsu chiến đấu cho nước Cha. Lạy Chúa Giêsu, ai trong chúng con cũng thích tự do, nhưng mặt khác, chúng con thấy mình dễ bị nô lệ, có nhiều xiềng xích do chính chúng con tạo ra. Xin giúp chúng con được tự do thực sự, tự do trước những đòi hỏi của thân xác, tự do trước đam mê của trái tim, tự do trước những thành kiến của trí tuệ. Xin giải phóng chúng con khỏi cái tôi ích kỷ, để dễ nhận ra những đòi hỏi tế nhị của Chúa, để nhạy cảm trước nhu cầu bé nhỏ của anh em. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được tự do như Chúa. Chúa tự do trước những ràng buộc hẹp hòi, khi Chúa đồng bàn với người tội lỗi và chữa bệnh ngày Sa-bát. Chúa tự do trước những thế lực đang ngâm đe, khi Chúa không ngần ngại nói sự thật. Chúa tự do trước khổ đau, nhục nhã và cái chết, vì Chúa yêu mến Cha và nhân loại đến cùng. Xin cho chúng con đôi cánh của tình yêu hiến dâng, để chúng con được tự do bay cao. Ngày 7 tháng 3, Thánh Perpetua và Thánh Felicity, thế kỷ thứ 3. Trong những truyền thuyết mù mờ về đời sống các vị tử đạo tiên khởi, may mắn chúng ta vẫn còn được tài liệu về sự can đảm của Thánh Perpetua và Thánh Felicity từ chính nhật ký của Thánh Perpetua, từ giáo lý viên Santurus và các chứng nhân.
Văn bản này thường được gọi là sự tử đạo của Perpetua và Felicity, được nổi tiếng trong các thế kỷ đầu tiên đến nỗi văn bản ấy đã được đọc trong phụng vụ. Vào năm 203, Vivia Perpetua thuộc gia đình quyền quý, nhưng ngài quyết định trở nên một Kitô hữu, mặc dù ngài biết điều đó có thể dẫn đến cái chết trong thời kỳ bắc hại của Septimus. Một người em trai của ngài cũng noi gương và trở nên người dự tòng. Cha của ngài cuống cuồng lo âu và ông cố gắng thay đổi ý định của ngài. Sự lo âu của ông thì dễ hiểu, vì một phụ nữ 22 tuổi, hăng say và có học thức như Perpetua thì không có lý do gì lại muốn chết. Chưa kể ngài còn có một đứa con mới sinh. Nhưng thái độ của Perpetua thì rất rõ ràng. Ngài chỉ tay vào một bình đựng nước và hỏi cha ngài, cha có thấy cái bình đó không? Cha có thể gọi nó một cái tên nào khác với bản chất của nó không? Người cha trả lời, dĩ nhiên là không. Và Perpetua thản nhiên tiếp lời, con cũng không thể gọi con bằng một cái tên nào khác hơn là bản chất của con là một Kitô hữu. Câu trả lời đã làm người cha bực mình và ông đã tấn công chính con mình. Nhật ký Perpetua kể cho chúng ta biết, sau biến cố ấy, ngài phải sống tách biệt với cha ngài trong vài ngày, và sự tách biệt ấy đã đưa đến sự bắt bớ và tù đầy của chính ngài. Perpetua bị bắt với 4 người dự tòng khác, kể cả 2 người nô lệ là Felicity và Revocatus, người dạy giáo lý cho các ngài là Saturus đã bị bắt trước đó. Nhà tù đầy chật người đến nỗi họ ngộp thở vì nóng nực và không có một chút ánh sáng. Quân lính thì xô đẩy họ không một chút xót thương. Perpetua thật khiếp sợ, nhưng trong tất cả sự ghê rợn ấy, điều đau khổ lớn lao nhất của ngài là phải xa cách đứa con thơ. Người nô lệ trẻ tuổi là Felicity lại càng đáng thương hơn nữa, vì ngài đang mang thai 8 tháng và phải sống trong cái nóng nực, chen chúc và thô bạo ấy. Hai phó tế phục vụ tù nhân đã đút lót lính canh để các ngài được ở chỗ tốt nhất trong nhà tù. Ở đó, mẹ và em của Perpetua đã đến thăm và đưa con đến cho ngài. Khi được phép giữ con trong tù, ngài cảm thấy nhà tù như trở nên cung điện. Cha ngài lại nài nỉ ngài thay đổi ý định. Ông hôn tay ngài và ngay cả quỳ dưới chân ngài. Perpetua nói với ông, chúng ta không thể dựa vào quyền thế của chúng ta, nhưng quyền thế của Thiên Chúa. Trong khi ngài bị đưa ra xét xử, cha ngài cũng đi theo, nài nỉ quan tòa. Vì thương hại, quan tòa cũng cố ý thay đổi ý định của Perpetua, nhưng ngài vẫn cương quyết. Và cùng với các người khác, ngài bị kết án tử hình bằng cách ném cho thú dữ ăn thịt trong đấu trường. Trong khi đó, Felicity cũng rất đau khổ. Theo luật lệ, giết người phụ nữ mang thai là điều trái phép. Giết hài nhi trong bụng mẹ là đổ máu người vô tội và linh thiêng. Trong khi đó, Felicity lại cho rằng ngài không kịp sinh con trước ngày tử đạo và các bạn ngài sẽ bước vào vinh quang ấy mà không có ngài. Hai ngày trước khi bị hành quyết, Felicity đau đớn chuyển bụng. Bọn lính canh chế giễu, nhục mạ ngài và nói, nếu đau đớn bây giờ mà còn chịu không nổi thì làm sao đương đầu với thú dữ. Felicity điềm tĩnh trả lời, bây giờ tôi là người phải chịu đau khổ, nhưng trong đấu trường một đấng khác sẽ ở trong tôi chịu đau khổ dùm tôi, vì tôi đã chịu đau khổ vì ngài. Felicity sinh hạ một bé gái kháu khỉnh và được một Kitô hữu ở Cata nhận làm con nuôi. Vào ngày hành quyết, 4 bổn đạo mới và giáo lý viên bước vào đấu trường với niềm vui và sự bình thản. Khi dân chúng đòi hỏi, Perpetua và các bạn ngài phải mặc y phục dành cho việc thờ cúng tà thần. Perpetua đã đối chất với các lý hình, chúng tôi tự ý chịu chết để được tự do thờ phượng Thiên Chúa của chúng tôi. Chúng tôi đã trao mạng sống cho các ông, thì không có lý do gì chúng tôi phải thờ lạy thần thánh của các ông. Và các ngài đã được phép giữ quần áo của mình. Những người đàn ông thì bị tấn công bởi gấu, beo và heo rừng. Các phụ nữ thì bị bò dại tấn công. Perpetua dù bị tan nát và rối bời, ngài vẫn nghĩ đến các bạn và chạy đến giúp Felicity đứng dậy. Cả hai đã đứng cạnh nhau khi bọn lính chém đầu. Các ngài được lãnh phúc tử đạo ngày 7 tháng 3 năm 203 tại Cata, Bắc Phi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.